Diễn biến thị trường cà phê tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong tuần qua, trong đó giá cà phê Robusta bật tăng hơn 10%, xác lập mức đỉnh lịch sử mới trên 4.600 đô la Mỹ trên tấn. Giá cà phê Arabica tăng tuần thứ ba liên tiếp, đưa giá giao dịch hiện lên mức cao nhất trong hơn 2 năm qua. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết nguồn cung cà phê hạn chế tại các quốc gia sản xuất hàng đầu đã thúc đẩy đà tăng giá của mặt hàng này. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, nước ta chỉ xuất được hơn 70.000 tấn cà phê, giảm 11,5% so với tháng trước và chỉ bằng gần một nửa lượng cà phê xuất khẩu vào tháng 6 năm 2003. Ngoài ra, theo dự báo của các chuyên gia, sản lượng cà phê vụ 2004-2005 của nước ta sẽ giảm từ 15 đến 20% so với vụ hiện tại. Sản lượng thấp kéo theo hoạt động xuất khẩu đi xuống có thể làm cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung trở nên trầm trọng hơn. Trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân sâu tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt tăng 500 đồng 1 kg, đưa giá thu mua cà phê trong nước lên mức 127.900 đến 128.600 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Chỉ trong nửa đầu tháng 7, giá cà phê trong nước đã tăng hơn 9.000 đồng 1 kg.